nên mình đánh giá là ngọt dừa nè, thơm mùi chanh chua và vị hậu là vị xả, rất là ok, nói chung là good á, ngon mà thơm dịu dịu, uống mà chanh lạnh là được nha, giải cảm giải giải nhiệt cũng rất là good luôn mà thơm, để có để kháng xả này nọ nữa. Hello cả nhà, xin chào cả nhà đã quay lại kênh review của mình nha. Thì trong hè này các bạn rất là nóng nực và thời tiết thì nói chung là nắng mưa thường, nước uống rất là tốt nha, sức khỏe nha. Nó là có thêm vị xả lemongrass nữa mà nó rất là tốt nha, từ thương hiệu Fuji, gọi là trà chanh với xả và họ chanh xả đó. À, công ty Coca Cola nha, ồ cũng hay nha, Coca Cola làm cũng đa dạng sản phẩm gây Pepsi và mời ở nhà với mình review món này nha, trà chanh với xả của Fuji nha. Ok nha, đây là chai nước bên cạnh chai nước Fuji của hãng Coca-Cola nha. Nó thiết kế rất đẹp ha. Đó, ở dưới đây là hình cánh đồng trà, đây là lá xả và lá hình cái lá trà rất là đẹp. Nói chung là đánh giá thiết kế rất đẹp. Ok các bạn, đẹp á, good á. Nó tinh tế ha. Này, có chất gì GDP nè, cho cuộc sống mỗi ngày trẻ trung hơn nha. Đó. Đó là quảng cáo thì nhiều rồi, giúp bạn tận hưởng cuộc sống tươi trẻ mỗi ngày, nó uống vô trẻ hơn, sử dụng trà và nước xả luôn, nguyên chất thấy không, này uống lạnh sẽ ngon hơn nha. Đó, mình để lạnh đó bạn, để mình uống cho đã. Đó, rồi bây giờ mình sẽ khui ha, mình sẽ có một cái ly đi đây khui nha, nói chung nó nhiều bằng là khui. Rồi 2 3 cà siêu nha, thơm mà, thơm mùi chanh nhiều hơn là mùi xả đó, thấy mùi chanh mà, để mình thử coi. Cái màu thì nó khá là nhạt hơn so với cái màu của hàng bên gì đó, bên chip đất đó, này bạn, nhẹ nhẹ ha, không có được mà đẹp lắm, nhưng mà thử uống coi quan trọng là chất lượng như nào, thử miếng nè. Uống lạnh có khác bạn, độ chua, thơm, vị hậu là bị xả nhẹ nhàng, không có nồng mùi lắm. Ngày uống nhiều mới thấy mùi xả bắt đầu nhiều hơn, mà các bạn mới uống á sẽ cảm nhận nó bị chua, bị chanh nhiều nhất, uống càng nhiều á nó là cảm nhận bị xả nhiều hơn. Đường thì nó vừa, không có ngọt lắm, khá là ok nha. À, không ngọt bằng cái thằng tin lết nha, nhẹ hơn xíu nhưng mà cái mùi thơm này á rất là thơm, mùi chanh rất là thơm, hậu là bị xả rất là ok, nhẹ nhàng thôi, nói chung khá là good nha. À, nó làm khác thằng tia lết chút, tại vì nó dùng thêm xả để hay là khác biệt các bạn thơm, tại vì xả nồng nó sẽ át cái vị chanh, nên mình đánh giá là ngọt dừa nè, thơm mùi chanh chua mà vị hậu là vị xả, rất là ok, nói chung là good á, ngon mà thơm dịu dịu, uống mà chanh lạnh là được nha, giải cảm giải nhiệt cũng rất là good luôn mà thơm, để có để kháng xả này nọ nữa. À, thơm mà good nha, đáng thử các bạn, mát lạnh luôn á, phê. Ở nhà thì nó giá nửa đèn ngon nha, trời nóng nè, hay bạn ăn đồ dầu mỡ hay đồ cay á, uống này vô vừa giải khát vừa giảm cay có tốt luôn á, nếu như uống lạnh sau nước ngọt thì mình đánh giá này tốt hơn, nó còn có cái sức khỏe mà, còn nước ngọt nó không có sức khỏe gì, nó bổ sung đường thôi, thấy là ngon nha, thơm vị chua chua chanh ngọt dừa, hậu là bị xả là nhẹ nhàng, nói chung là good.